Taxi. Ôi taxi. Đó, hồi giờ không có. Có vẻ như em thấy nó giống nhau á. Vâng, tiếp theo là cun ngầu mạnh mẽ. Cun. Tiếp theo sẽ là dễ thương nhắn nhít. Và cuối cùng sẽ là mong manh trong sáng. À! Vâng, đấy là năm cái thần thái, năm cái biểu cảm mà mọi người muốn thử thách Hảo. Hảo cảm thấy mình làm nó đã tốt chưa? Hình như chắc là chưa, em thấy cái